Chào anh em, nay mình mới về thêm một đợt hàng nha mọi người nha. Ở đây thì mình đang quay chiếc điện thoại đó là 8310. Máy này mình đang gọi qua là các bạn xem rung chuông này. Đó, đây là cái loa nó nha, còn xem độ rung cho mọi người. Đó, máy này rung rất là tốt luôn. Khi nằm trên túi quần mình đi đường ấy thì các bạn yên tâm là sẽ không bị gọi nhỡ nha. Ở đây thì máy này sẽ hôm nay nó về là hai màu sắc. Phiên bản của nó là phiên bản màu vàng nha mọi người nha. Đây là phiên bản màu vàng. Và thứ hai đó là phiên bản màu tím nhạt. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Máy này là máy cổ ngày xưa rồi, những năm 2000 mấy á. Mọi người đã xem cái máy này bên mình bán rất là nhiều. Và hiện tại thì càng ngày càng hiếm rồi mọi người nha. Sao thăng 000 thăng. Này là sản xuất 2003. Đó. Máy này là máy hàng chính hãng Nokia ngày xưa. Anh em nào hỏi là máy này mình có máy Trung Quốc không thì mình trả lời luôn là máy này không có hàng Trung Quốc nha. Máy này giờ hiện tại là sẽ không có hàng Trung Quốc được. Tại vì nó lâu đời đấy, cũng chả ai dùng cái sản xuất được cái máy này. Mà men Trung Quốc thì không thể nào tồn tại lâu như men Nokia này được. Anh em đây là trò đánh kinh điển ngày xưa nhé, không phải trò đánh trẻ con bây giờ 3D nha. Ở đây thì nút tăng giảm âm lượng này các bạn nhìn thấy này, bấm vẫn nhạy nha. Máy nào cũng thế thôi, ở trong cái đống này thì mình nhặt đại cây mình test cho mọi người thôi. Chứ không có phải là chọn lựa nha. Ở đây thì mình dán màn hình nó có một mình dán này. Mình sẽ bóc cho mọi người xem. Đó, đây màn hình đây mọi người, màn hình cực kỳ sắc nét nha. Đó, bao gồm các lựa chọn để đọc và viết tin nhắn có hình, đèn sáng rực. Cái này thì mỗi tội là pin của nó thì mình chọn cũng pin tốt nhất rồi, nó chỉ xài được 1-2 ngày thôi, nó không có trâu như ngày xưa là cả tuần nha. Nếu mà nên là các chú các bác U60 70 gọi điện là pin ngày xưa xài tuần là mình không có rồi, pin thì chỉ xài khoảng 2 ngày thôi. Cỡ đó là nhiều rồi đó, không xài một ngày à. Nghe gọi nhiều lắm là một ngày. Bật nguồn ở trên đỉnh máy, cái máy này thì nó có cái phần âm thanh. Mình thử cái phần âm thanh cho mọi người nghe nha. Mức chuông 5-6. Kiểu chuông, mức chuông 5, rồi ok. Ngoài ra thì máy này vẫn có rung bình thường. Nó có cái phần là máy tính công việc lịch hồng ngoại. Cái hồng ngoại ngày xưa các mọi người cũng hay dùng, bây giờ là không dùng nữa rồi. Đài FM thì chúng ta phải gắn tai nghe, cái này bỏ qua ha. Máy ghi âm. Rồi thôi, chung một máy này đa phần là chỉ để nghe gọi mọi người nha. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người lắp SIM. Hiện tại mình đang sử dụng bằng một tay nên sẽ hơi khó. Rồi, ấn cái nút này xuống để kẹp cái nắp lưng này này. Máy này là pin BLD3. Pin này cực kỳ khó kiếm. Bên mình thì bật pin riêng nha mọi người nha. Trượt cái nắp là trượt cái khay SIM xuống này, trượt xuống. Rồi ok, nhấc lên. Đó, sau đó mới gắn SIM nha. Gắn SIM vô thì chúng ta lại phải trượt lên. Đây, gắn SIM vô vào rồi nha. Xong chúng ta phải kéo lên một cái nữa. Đó, kéo lên cái nữa thì nó mới giữ được cái SIM. Đó là cách mở SIM, gắn SIM. Ở đây thì mình sẽ mở luôn cái mặt trước cho mọi người xem. Máy này là 2003 rồi mọi người nhìn thấy không? Mình vệ sinh quá sạch sẽ luôn. Đó thì máy của mình là bán ra như vậy nha. Anh em trên thị trường không biết là sản phẩm mọi người cũ hay bẩn như nào thì mình không rõ. Thì cái đó là mình không muốn nói xấu các cửa hàng khác. Đấy, hàng bên mình là như này. Bảo hành mọi người lên tới thời gian là 12 tháng nhá. Bên mình bán là sẽ có thẻ bảo hành trong hộp hàng. Có địa chỉ bên mình đang bán là đường Trường Chinh, anh em phải qua đây hoặc là qua website đặt hàng luôn. Rồi, máy mình sẽ có hai màu anh em có thể xem qua lại một lần nữa hai màu sắc. Phiên bản màu tím nhạt và phiên bản màu vàng. Rồi, xin chào lại video tiếp theo. Anh em là chưa theo dõi kênh của mình thì cho mình một nút theo dõi nhá. Mình sẽ quay video nhiều hàng hơn cho mọi người mới về nữa này mọi người.